hết sức tuyệt vời, nó như một tác phẩm nghệ thuật. Phân khúc từ 50 cho đến 300 triệu đồng thì quý vị có thể dễ dàng tìm kiếm trên thị trường những bộ bàn ghế sofa tương tự trên màn hình của quý vị. Nhưng có bao giờ quý vị thắc mắc một sản phẩm thật sự đẳng cấp, thực sự cao cấp, nó khác biệt và đặc biệt như thế nào không? Và trong video ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Sơn Đông đi tìm hiểu dòng sofa cao cấp khác biệt như thế nào. Rồi, xin mời. Sau một năm nghiên cứu, chế tác và cải tiến sản phẩm thì trên màn hình của quý vị là bộ sofa Hoàng Gia mang thương hiệu của Sơn Đông. Và bộ sofa này chúng ta sẽ có 10 món, kính thưa quý vị. 10 món đó chính là một chiếc ghế đôi, 4 chiếc ghế đơn, 1 chiếc bàn, 2 chiếc đôn cao và cuối cùng là 2 chiếc đôn ngồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào từng món một, thưa quý vị. Hết sức tuyệt vời, nó như một tác phẩm nghệ thuật. Cái mà quý vị đang chiêm ngưỡng trên màn hình là chiếc ghế đôi của bộ sofa, bằng những đường nét, những góc cạnh, những bông lá được thể hiện ở trên chiếc ghế đôi này một cách hết sức tỉ mỉ và kỳ công. Đây, quý vị hãy chiêm ngưỡng bằng mắt mình. Chúng ta sẽ có những thông số kỹ thuật đặc biệt như chiếc tựa lưng này dày lên đến 13 cm, kính thưa quý vị. Và tựa lưng này là nguyên một khối gỗ, mặt ghế cũng là nguyên một khối, có kích thước dày lên đến 10 cm, kính thưa quý vị. Điểm đặc biệt của mẫu này thì chúng ta sẽ có những bông, những cái đóng nút giả sofa. Vâng, mẫu này là mẫu giả sofa, kính thưa quý vị. Quý vị có thể xem bằng mắt mình những đường nét, những kinh bông được thể hiện ở đây rất là đẹp. Chúng ta còn có thêm những bông hoa lá tây này. Đây, trải dài cho đến chiếc hộc kéo của chiếc ghế đôi. Chiếc hộc kéo này thì nó rất là lớn, quý vị có thể để được nhiều thứ ở trong này, nó rất là tiện lợi. Và thông số chi tiết của chiếc ghế đôi này tôi sẽ để ở trên màn hình, quý vị có thể xem. Nói về dáng ghế thì quý vị có thể thấy trên màn hình ở đây, cái dáng ghế là cái điểm mà đã được nội thất Sơn Đông nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, làm sao cho nó hài hòa với bộ bàn ghế, làm sao cho nó đứng một mình và chúng ta nhìn vào nó mang một cái tỷ lệ chuẩn và một cái tỷ lệ rất là thon, dễ nhìn. Song song đó là từ chất liệu nguyên khối thì kết hợp được hai yếu tố này hòa quyện vào nhau thì quý vị có thể thấy được cái thành phẩm ở trên màn hình của quý vị. Bằng 4 chiếc ghế đơn mà tôi đang ngồi lên. Chiếc ghế đơn này cũng tương tự như chiếc ghế đôi thôi, chúng ta vẫn có những cái thông số kỹ thuật như trên màn hình của quý vị. Chúng ta sẽ có thêm một chiếc bàn và 4 chiếc đôn, 2 chiếc đôn cao và 2 chiếc đôn ngồi. Trong video này tôi sẽ cố gắng lột tả được một cách chân thật nhất những vẻ đẹp của bộ sofa này mang lại. Với thông số trên màn hình mà quý vị xem thì chúng ta sẽ có chiếc bàn với chiếc mặt bàn này nguyên một khối gỗ dày lên đến 5 cm, kính thưa quý vị. Chiếc bàn này thì với kích thước vô cùng lớn, đường nét đục chạm rất là tinh tế. Cụ thể ở đây là yếm bàn này, 4 chân bàn nó được đục và những đường cong mà nghệ nhân Sơn Đông đã thổi hồn vào thì quý vị có thể thấy trên màn hình một cách rõ nét nhất ở trong video này. Chúng ta sẽ có thêm 2 chiếc đôn cao và 2 chiếc đôn ngồi, tương tự như chiếc bàn thôi nhưng với kích thước nhỏ hơn, thì chúng ta sẽ có chiếc mặt đôn cũng là nguyên một khối dày 5 cm. Vâng, quý vị vừa được chiêm ngưỡng xong mẫu sofa Hoàng Gia 2021 tại Sơn Đông.
Quý vị thấy sản phẩm này như thế nào? Nếu quý vị có ý kiến gì thì hãy để lại bình luận phía bên dưới. Và quý vị thấy video này hay thì hãy để lại cho Sơn Đông một like và một đăng ký kênh để được cập nhật những sản phẩm mới nhất. Rồi có lẽ tôi sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những video clip lần sau. Xin cảm ơn.